Ok, hôm nay mình sẽ quay những cái video về tự học lập trình Python trên môi trường Windows. Cũng vì trên môi trường Windows nên là mình sẽ sử dụng cái công cụ quản lý môi trường Anaconda để tạo dựng những cái môi trường khác nhau trong những cái project khác nhau cho bạn dễ quản lý các cái gói thư viện, các cái module cũng như các cái package trong ngôn ngữ lập trình Python. Thì bắt đầu mình sẽ cài đặt Anaconda. Ok, để bạn vào Anaconda. Cài đặt. Không thấy cài đặt đâu cả. Anaconda. Đây đây. Intro in video. Đấy. Thì trong này thì kéo xuống dưới cùng. Bạn sẽ thấy ở trên Windows. Tùy vào cái hệ điều hành của bạn trên máy của bạn là macOS hay là Windows hay là Linux, bạn có thể có những cái gói cài đặt như thế này. Thì trên vì máy của mình trên Windows nên mình sẽ chọn một trong hai cái này. Đây. Tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn 64 bit hay 32 bit mà bạn sẽ chọn những gói phù hợp. Ok, khi bạn click vào đây thì bạn sẽ cài bình thường. Sau khi cài đặt bình thường thì bạn sẽ có một cái Anaconda Navigator như thế này. Cái này sẽ giúp bạn quản lý các cái môi trường ảo nó rất thuận tiện, tránh sự cái gọi là tránh các cái xung đột giữa các cái gói cài đặt cũng như các cái version của các gói giữa các cái project khác nhau. Mình có thể có những vấn đề mình không kiểm soát được cái việc đó. Thì như bạn thấy đấy là hiện tại ở trên máy mình có những cái môi trường như thế này rồi. Bây giờ mình sẽ tạo một cái môi trường mới với cái đi học này, thì mình sẽ đặt tên là Python Tut Environment. Đấy. Và ở đây mình sẽ chọn cái Python bài thông 3.6 nhé. Đấy, vì sao mình chọn 3.6 ấy? Tại vì thế này. Tại vì trên cái trang chủ của Python đây, người ta cùng tí nữa mình sẽ hướng dẫn cái cài đặt. Người ta cũng recommend là đây đây. Hiện tại là cái Python trên Windows chỉ support cho Python 3 chấm thôi. Còn hai chấm thì nó chưa support. Đấy. Nên là mình ở đây mình sẽ chọn 3.6 luôn. 3.6 thì hiện tại cái path mình là khá ổn định và nó bạn cài được rất nhiều là gói thư viện. Mình sẽ create. Đấy. Thì cái Anaconda Navigator nó sẽ quản lý và tạo một cái môi trường mỗi trường vị tour cho bạn ở đây. Ok, đây nó đã create xong và bây giờ mình có thể mở cái tờ menu lên. Đấy, bạn sẽ chú ý đây ở cái ở trước này, cái tiền tố này là sẽ là đánh dấu cái môi trường hiện tại bạn sẽ đang chạy, và mình sẽ chỉnh lại một lần nữa. Lúc này mình cài là Python version 3.0, mình sẽ chỉnh lại là Python bằng comment lại là Python trừ trừ version. Ok, đấy, nó quá đúng đấy, 3.6. Đây, bạn cũng có thể chỉnh lại trên cái trình quản lý Anaconda Navigator đây, Python 3.6. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cài đặt Python. Đấy, Python.
bài tập thì bạn đây mình mở ra rồi những vấn đề bạn cứ trên trang chủ và vào trang chủ của bài toán.org đấy, bạn vào tab get started đấy, ok. Trên này thì bạn sẽ có quyền hành cài đặt như sau. Tùy thuộc vào hệ điều hành mà bạn có thể chọn, tùy chọn Linux, macOS hay là Windows. Hiện tại máy mình là Windows, ok. Trên cái con đa, ok. Python, tất nhiên rồi, mình sẽ dùng Python trong quá trình học và làm project về deep learning dựa trên framework của Python. CUDA, hiện tại mình dùng là 10.1, ok. Thì cái trong cuối cùng là run this command, ok. Bạn copy paste cái dòng này vào cái terminal lúc nãy. Đấy, thì mình sẽ chờ để môi trường cái gói cần thiết. Đến đây mình sẽ bấm Z, ok. Hỏi tiến hành tiếp cận những gói cơ bản trong quá trình không? Nó là xong, ok. Mình sẽ check lại conda lead. Đấy, mình sẽ check ở đây là Python, ok. Python 3.6, ok. Python 1.05 đấy. Cũng đi 7 chấm rồi. Cũng đa 10.1, ok. Rồi, cậu gọi tọt vision hay dùng sau sắp tới đây mình sẽ học cái gọi là nhiều. Đấy, như thế là mình đã xong các cái bước cài đặt.